lành và khả năng phòng chống bệnh tật. Đậu nành là một loại thực vật quen thuộc đối với người Việt Nam mình. Nó là một thứ nguyên liệu dùng để chế biến các loại tương, chao, đậu hũ và một số thực phẩm cây lạc khác. Hiện nay trên thế giới người ta sản xuất rất nhiều đậu nành để làm thực phẩm cho người và cho gia súc. Đối với các loại rau quả, ngũ cốc và thịt động vật, đậu nành chứa một trữ lượng chất protein dồi dào hơn cả. Theo từ điển Bách Khoa, World Book, đậu nành chứa đến 40% chất protein so với cùng trọng lượng thịt bò và cá chỉ chứa có 18% protein mà thôi. Theo sách 100 cây thuốc dạng linh bá chứng của Linh Mục Vũ Đình Trác, đậu nành có đặc tính giải nhiệt, lợi khí và tăng lực, chủ trị điều hòa ngũ tạng, bổ nguyên khí và thông lợi 12 kinh mạch. Đặc biệt đậu nành chống được tà khí, trợ ruột, giúp làm ấm tỳ vị, nhất là bồi bổ tim, thận và trị bệnh của thận. Lá đậu nành có đặc tính an thần và giúp dễ ngủ. Hiện nay, trước tình trạng bệnh nan y đang lan tràn trên thế giới, các khoa học gia đã nghiên cứu đủ mọi phương pháp để phòng chống, kể cả áp dụng phương pháp dưỡng sinh, y thuật Đông Phương và dược thảo. Trong quá trình nghiên cứu, các khoa học gia đã để ý tới hai nước Trung Hoa và Nhật Bản. Phần đông dân chúng trong hai quốc gia này có thói quen tiêu thụ đậu nành và những sản phẩm của đậu nành trong các bữa ăn thường nhật, nên tỷ số những người mắc bệnh nan y rất thấp so với các nước Tây Phương và Hoa Kỳ. Vì thế, họ đổ xô nhau đi nghiên cứu về đặc tính của đậu nành để xem có thể ứng dụng vào y dược để điều trị một số bệnh tật hay không. Tháng 9 năm 1996, Hội nghị quốc tế lần thứ hai nhằm tổng kết các thành quả nghiên cứu của khoa học gia về công dụng của đậu nành trong lĩnh vực y học đã được diễn ra trong 5 ngày liền tại Brussels. Hơn 80 khoa học gia đến từ khắp nơi trên thế giới đã lần lượt thuyết trình về những kết quả sưu tầm mới nhất mà họ đã thu đạt được trong lĩnh vực y khoa trị liệu. Sau đây chúng tôi xin tóm tắt những thành quả đó và coi như là những tin vui để cống hiến quý vị độc giả. Đậu nành có khả năng chữa được bệnh tim mạch. Hiện nay, nhiều bằng chứng cụ thể cho thấy đậu nành có khả năng làm giảm lượng cholesterol của những người bị bệnh cao mỡ. Những bệnh nhân này, nếu để lâu sẽ dẫn đến bệnh tim trầm trọng và có nguy cơ bị chết bất đắc kỳ tử vì mạch máu bị nghẽn hay tim bị kích ngất. Thực ra, chất protein trong đậu nành có khả năng làm hạ mức độ 2 độc tố LDL cholesterol và triglyceride, tác nhân gây ra bệnh cao mỡ. Kết quả này rất khả quan và công hiệu hơn hẳn việc trị liệu bằng phương pháp ăn uống theo quy thức do các chuyên gia y tế ấn định, kể cả việc chữa được các chứng bệnh cao mỡ trầm trọng và bệnh cao mỡ ở trẻ con. Thêm vào đó, đậu nành còn có khả năng làm tăng lượng HDL cholesterol, một chất hữu ích trong cơ thể có tác dụng đề kháng lại hai chất LDL cholesterol và triglyceride độc hại kể trên. Ngoài ra, đậu nành cũng còn có công hiệu ngăn chặn sự oxy hóa của chất LDL cholesterol, không cho chúng có cơ hội chuyển hóa thành những nguyên tố độc hại khác và phòng ngừa được chứng nghẽn các mao huyết quản. Isoflavone là một hợp chất thiên nhiên hàm chứa trong đậu nành, có cấu trúc hóa học tương tự như kích thích tố nữ estrogen. Hiện thời người ta chưa chứng minh được chính protein trong đậu nành hay chỉ riêng chất isoflavone trong protein của đậu nành là có công hiệu chữa các chứng bệnh trên. Tuy nhiên, các khoa học gia đều đồng quan điểm rằng đậu nành nói chung có khả năng trị được bệnh tim mạch, đặc biệt là chứng cao cholesterol trong máu. Đậu nành chữa được bệnh của xương. Xưa nay, các chuyên gia y tế đều công nhận calcium có khả năng phòng ngừa được bệnh xương xớp, thường xảy ra trong giới phụ nữ trọng tuổi. Bệnh này cũng có xảy ra cho nam giới, nhưng với một tỷ lệ thấp hơn. Ngoài ra, sự ăn uống theo quy thức cũng có khả năng làm cho xương được rắn chắc. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy, những người thường ăn đậu nành như dân chúng Nhật Bản cũng ít khi mắc phải bệnh xương xớp. Người ta thí nghiệm trên loài chuột bằng cách cho chúng ăn toàn đậu nành,
không những ngăn chặn được chứng thoái hóa calcium của xương mà còn làm cho xương được rắn chắc. Isoflavone trong đậu nành là một chất có tính năng động, có tác dụng giống như estrogen, ngăn ngừa được chất men tyrosine kinase làm cho xương bị xốp và dễ gãy. Nó cũng còn trợ giúp cho tế bào xương hình thành vững vàng. Một cuộc thí nghiệm khác được thực hiện bằng cách cắt bỏ noãn sào, buồng trứng của chuột cái để cho nó không sản xuất ra kích thích tố estrogen nữa, rồi cho chúng ăn toàn bằng đậu nành. Chất isoflavone trong đậu nành vẫn ngăn chặn được sự thoái hóa của xương và làm cho xương luôn luôn khỏe mạnh. Những nghiên cứu gần đây cho biết, những phụ nữ sau thời kỳ tắc kinh mỗi ngày dùng bột hay sữa đậu nành thường xuyên thì mật độ khoáng chất trong xương vẫn duy trì ở mức độ bình thường. Hiện nay tại Úc Châu, xưởng bào chế dược phẩm đã sản xuất ra thuốc bằng đậu nành để cho người phụ nữ trong tuổi tắc kinh sử dụng hàng ngày rất tiện lợi. Đậu nành có thể phòng chống được bệnh ung thư. Qua những nghiên cứu gần đây, các khoa học gia ghi nhận những người thường dùng đậu nành hoặc các sản phẩm của đậu nành trong khẩu phần ăn uống hàng ngày ít có nguy cơ bị bệnh ung thư nhũ hoa, tử cung, ruột già và nhiếp hộ tuyến. Các nghiên cứu khác được thực hiện trên cơ thể súc vật bằng cách gây cho chúng bị nhiễm bệnh ung thư rồi dùng chất genistein hàm chứa trong đậu nành để chữa trị thì thấy nó ngăn chặn được sự phát triển của bệnh ung thư ruột già, gan và vú. Người ta còn nghiên cứu bằng cách giả tạo một sự sống như thể trạng thật của một con người đang bị nhiễm bệnh ung thư và đặt trong ống nghiệm. Sau đó, họ trích các hợp chất từ đậu nành để chữa trị và đạt được kết quả hữu hiệu. Những hợp chất này còn có khả năng ngăn chặn sự cung cấp máu để nuôi dưỡng một loại tế bào đặc biệt có khuynh hướng hình thành các bướu ung thư. Hiện nay các thí nghiệm được thực hiện trên cơ thể của loài thú về khả năng chống bệnh ung thư của đậu nành đã thành công một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với con người cần phải thực hiện thêm nhiều cuộc thí nghiệm khác nữa để xác định mức độ hữu hiệu và an toàn rồi mới công bố để sử dụng. Gần đây, khoa học gia Jude Dibbert của trường đại học Hebrew ở Jerusalem đã thực hiện được một vài phương pháp đáng khích lệ có thể chữa được bệnh ung thư ở nhiều cấp độ trầm trọng và trong nhiều bộ phận cơ thể khác nhau mà không cần biết bệnh đã phát sinh vì nguyên do gì. Hiện nay, Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đang cho phép áp dụng phương pháp này để điều trị một số bệnh nhân tình nguyện trong bệnh viện để thí nghiệm và kiểm chứng. Saponin và những hợp chất khác của đậu nành cũng đang được nghiên cứu và áp dụng. Mong rằng cuộc thí nghiệm này được sớm thành công và sẽ mang lại một tin vui cho nhân loại trên toàn thế giới. Đậu nành và bệnh thận. Trong lĩnh vực này, người ta nghiên cứu một cách lẻ tẻ và hiện chưa có một kết quả thỏa đáng nào. Song vài thí nghiệm cho thấy đậu nành cũng có ích lợi trong việc chữa trị bệnh thận. Các khoa học gia của Ấn Độ đã chứng minh quy thức ăn uống bằng cách tiêu thụ rất ít chất béo và chất protein rồi phối hợp thêm đậu nành trong khẩu phần hàng ngày có công hiệu giảm được chất cholesterol trong máu. Các cuộc thí nghiệm khác trên loài chuột chứng minh được chất genistein trong đậu nành có thể làm cho mạch máu được thư giãn và giảm chế được tốc độ lọc máu của thận, nên tránh được bệnh tiểu đường. Người ta đã trích hợp chất trong đậu nành để tiêm cho những con bò đã bị gây bệnh tiểu đường thì thấy tốc độ lọc máu của chúng trở lại mức độ bình thường. Đậu nành và ảnh hưởng sinh lý của phụ nữ. Adin Cassidy và các khoa học gia của Anh Quốc đã nghiên cứu biết được đậu nành điều hòa chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ và kiềm chế được sự phát triển quá mức kích thích tố estrogen của phụ nữ trẻ tuổi. Vì khi kích thích tố này phát triển quá nhiều, người phụ nữ sẽ có xác suất dễ bị bệnh ung thư nhũ hoa hơn. Đối với những phụ nữ sau thời kỳ tắc kinh, dùng đến 40% đậu nành trong khẩu phần ăn uống hàng ngày sẽ không cần phải uống thuốc hồi phục kích thích tố mà vẫn có thể phòng ngừa được bệnh xương xớp. Nếu cảm thấy ăn uống bất tiện thì có thể dùng estrogen thiên nhiên được bào chế thành thuốc viên từ đậu nành
hiện có bày bán hợp pháp tại các tiệm dược phẩm. Đậu nành và sức khỏe của trẻ con. Tại New Zealand, người ta thí nghiệm bằng cách nuôi những con vẹt bằng bột đậu nành theo công thức sữa nuôi trẻ con và báo cáo rằng không có ảnh hưởng gì xấu đối với sự sinh sản và cơ quan sinh thực của chúng. Tuy nhiên, thí nghiệm ở loài vật có kết quả chưa hẳn sẽ trùng hợp với thí nghiệm ở loài người. Trong thập niên qua, ông Kenneth Sechen, chuyên gia nghiên cứu về đậu nành, đã báo cáo rằng trẻ con được nuôi dưỡng với sữa đậu nành có công thức isoflavone cao vẫn được an toàn. Trong nhiều năm nuôi dưỡng như vậy cũng không có ảnh hưởng gì xấu cho đứa bé cả. Khoa học gia Alex Kurtz bảo rằng người Á Châu thường ăn uống nhiều đậu nành hơn không có ảnh hưởng gì bất lợi cho việc sinh sản của họ cả. Chất isoflavone tập trung trong thủy dịch bao bọc chung quanh bào thai tương đồng với mức độ isoflavone trong máu của một người mẹ bình thường. Ở Nhật Bản, trẻ con khoảng 4 tháng tuổi là đã cho dứt sữa mẹ và được thay thế bằng sữa đậu nành, được bảo đảm rằng nó sẽ có đầy đủ sức khỏe trong tương lai vào thời kỳ khôn lớn. Lamartinier đã thí nghiệm bằng cách cho chuột ăn chất genistein của đậu nành sẽ tránh được bệnh ung thư vú về sau. Hiện thời, người ta vẫn còn nghiên cứu để xác định rõ ràng vai trò của đậu nành trong việc nuôi dưỡng trẻ con quan trọng như thế nào. Tóm lại, qua sự trình bày trên đây, chúng ta thấy quả thật đậu nành đã có công hiệu đối với việc phòng ngừa và chữa trị một số bệnh tật. Tuy nhiên, vì bản thân nó xuất xứ từ một loại thảo mộc tầm thường nên trong dân gian ít ai để ý tới. Tại Hoa Kỳ, người ta đang nghiên cứu để nắm vững các chứng minh cụ thể về công dụng của đậu nành rồi mới chính thức đưa vào y khoa trị liệu. Tại Úc Châu, tầm mức của đậu nành có khả năng y dược chưa được đặt thành đề tài nghiên cứu quan trọng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người ta đã bắt đầu sử dụng đậu nành để sản xuất chất estrogen nhân tạo và được bày bán trong các nhà thuốc Tây một cách hợp pháp để cho các phụ nữ trong tuổi tắc kinh sử dụng hàng ngày rất tiện lợi. Mong rằng trong tương lai, những công dụng khác của đậu nành trong lĩnh vực y dược sẽ còn được quảng bá rộng rãi hơn nữa và sẽ mang lại nhiều hữu ích thiết thực trong việc bảo vệ sức khỏe của con người. Người Á Châu mình đã biết dùng đậu nành để chế biến nhiều loại thức ăn. Tuy không nghiên cứu rõ ràng, nhưng may mắn ngẫu nhiên trùng hợp về giá trị dinh dưỡng đặc biệt của nó. Chuối có khả năng trị bệnh cao huyết áp. Bệnh cao máu là một chứng bệnh thường xảy ra trong giới những vị trọng tuổi. Nguyên do phần lớn vì sự di truyền của huyết thống hoặc vì sự ăn uống kém cẩn trọng trong xã hội văn minh hiện nay. Người ta có thể chữa bệnh cao máu bằng thuốc kết hợp với sự ăn uống có phương pháp do bác sĩ y khoa hướng dẫn. Theo tạp chí New Vegetarian and Natural Health, chuyên phổ biến các nghiên cứu về ăn chay và dinh dưỡng xuất bản gần đây tại Úc Châu, cho biết hàng ngày mỗi người trung bình chỉ cần ăn một trái chuối là có đủ khả năng phòng ngừa được bệnh cao máu. Đối với bệnh nhân đang mắc phải chứng bệnh này, chuối cũng có thể chữa trị hoặc làm giảm thiểu được tầm mức nguy hiểm của bệnh. Bác sĩ y khoa Francis thuộc viện Đại học Harvard ở Boston, Hoa Kỳ, cho biết chuối là một thứ trái cây chứa nhiều hàm lượng chất potassium, một loại khoáng chất thiên nhiên rất hữu ích cho sự hoạt động của tim mạch. Ông thực hiện cuộc khảo sát bằng cách chia 300 y tá của nhà trường trong tình trạng bình thường về huyết áp ra thành 3 nhóm, rồi cho họ ăn uống bằng những thực phẩm có chứa đựng các loại dưỡng chất khác nhau trong một thời hạn ấn định. Kết quả cuộc thí nghiệm cho thấy thành phần máu của những người trong nhóm ăn nhiều dưỡng chất calcium và magnesium không hề hấn gì. Ngược lại, nhóm người đã dùng thực phẩm có chứa nhiều chất potassium thì áp suất máu của họ đã giảm xuống 2 điểm. Những nghiên cứu khác cũng còn cho thấy potassium cũng có khả năng làm cho huyết áp
của những người đang bị bệnh cao máu trở lại tình trạng bình thường. Cuộc khảo sát cũng còn cho biết một người lớn chỉ cần mỗi ngày từ 3.500 đến 4.000 mg chất potassium thiên nhiên là đủ. Một trái chuối trung bình chứa 450 mg potassium và một củ khoai tây nướng trung bình chứa 850 mg potassium. Ngoài ra, chất potassium cũng còn tìm thấy trong các loại trái cây và rau cải tươi khác. Bài 3. Khả năng phòng chống bệnh ung thư da của trái cây và rau cải. Theo thống kê của các cơ quan y tế, Úc Châu là một trong những nước có tỷ số dân chúng mắc bệnh ung thư da cao nhất trên thế giới. Cho nên, họ thường khuyến cáo mọi người nên sử dụng kem chống nắng mỗi khi sinh hoạt ở ngoài trời. Tuy nhiên, theo nhật báo The Sydney Morning Herald xuất bản ngày 19 tháng 2 năm 1998 đã tiết lộ kem chống nắng không có khả năng toàn diện trong việc phòng ngừa các bệnh ung thư da, mà chỉ có rau cải và trái cây tươi mới thực sự có công hiệu đề kháng lại chứng bệnh nguy hiểm này mà thôi. Phần lớn các loại rau cải và trái cây đều chứa các sinh tố A, C và E, gọi chung là chất antioxidant. Chất này có tác dụng ngăn chặn các tia quang tuyến tử ngoại loại A của ánh nắng mặt trời, không cho chúng có cơ hội tổng hợp các chất melanoma thành những vết thâm trên da, rồi dần dần chuyển biến thành các vết ung thư nguy hiểm. Nhà quang tuyến học Richard Sedlow thuộc Viện Nghiên cứu Brookhaven ở New York đã phát biểu trong một buổi họp các khoa học gia rằng kem chống nắng không có công hiệu ngăn ngừa sự tạo thành chất melanoma gây ra bởi ánh nắng mặt trời. Ông bảo 90% chất melanoma tai hại được hình thành bắt nguồn từ tia cực tím UVA và chỉ 10% là do tia UVB mà thôi. Bác sĩ chuyên khoa về da là ông Frank Gasparo thuộc Viện Đại học Thomas Jefferson ở tiểu bang Philadelphia bảo kem chống nắng thông thường chỉ có công dụng ngăn ngừa sự cháy nắng và phỏng da. Tuy nhiên, những loại kem chống nắng được bào chế với kỹ thuật cao, có công thức phối hợp với các chất antioxidant mới có công hiệu ngăn chặn các tia tử ngoại, nhưng khả năng rất hạn hẹp. Cách tốt nhất là chúng ta nên ăn nhiều loại rau trái hàng ngày để củng cố sức đề kháng của cơ thể, rồi bôi thêm kem chống nắng là phương pháp tốt và hữu hiệu nhất trong việc đề phòng bệnh ung thư da mà thôi. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho biết chất antioxidant trong diệp lục tố của trà xanh cũng có công hiệu chống lại bệnh ung thư da và một vài loại ung thư khác. Tóm lại, sự ăn uống đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của con người. Biết cách ăn uống thích hợp cũng là phương pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các loại bệnh nan y hiện nay đang lan tràn trên thế giới. Bài 4. Sinh tố C trong cam, chanh, quýt và bưởi chống được bệnh cảm cúm mùa đông. Tại Úc Châu, hàng năm khi đến mùa đông, dân chúng thường hay mắc phải bệnh cảm cúm. Tuy cảm cúm không phải là chứng bệnh khó trị, nhưng nếu khinh thường hoặc không chạy chữa kịp thời và đúng cách, nó có thể làm cho sức đề kháng của cơ thể bị suy yếu và rất dễ bị vi khuẩn của các bệnh tật khác tấn công. Vì thế, các cơ quan y tế của chính phủ thường hay khuyến cáo dân chúng, nhất là những người già cả, bệnh hoạn hay yếu đuối nên chích ngừa để đề phòng bệnh cảm cúm mỗi khi mùa đông sắp đến. Tuy nhiên, người ta cũng có thể đề phòng bị cảm cúm bằng cách giữ gìn cho cơ thể luôn luôn được khỏe mạnh. Mà sự ăn uống với đầy đủ chất bổ dưỡng cũng đóng một vai trò vô cùng cần thiết. Theo thống kê, hàng năm mỗi người trong chúng ta trung bình mắc phải bệnh cảm cúm nặng hay nhẹ tổng cộng là 6 lần. Các chứng bệnh cảm cúm này cùng với vi khuẩn của những bệnh tật khác sẽ đồng lõa với nhau tàn phá sức khỏe của chúng ta và làm cho sức miễn nhiễm bị suy yếu. Vì thế, chúng ta sẽ bị cảm cúm trầm trọng hay biến chứng sang các bệnh tật khác. Các chuyên gia y tế thường khuyến cáo chúng ta nên giữ gìn sức khỏe,
để phòng bệnh tốt hơn là để bị bệnh rồi mới chạy chữa. Nhưng giữ gìn sức khỏe không phải chỉ chú trọng tới thường xuyên hoạt động về thể lực, mà phải biết cách ăn uống sao cho cơ thể có khả năng đề kháng lại bệnh tật một cách hữu hiệu. Ông Peter Sepsek, một chuyên gia y tế cho biết, sinh tố C trong rau quả, mà đặc biệt trong cam, chanh, quýt và bưởi, có khả năng dinh dưỡng đáng kể, làm gia tăng sức mạnh và số lượng bạch huyết cầu, nên đề kháng được một số bệnh tật mà trước mắt là bệnh cảm cúm mùa đông. Những người thường dùng sinh tố C hàng ngày ít khi bị bệnh, hoặc nếu đã bị bệnh rồi thì số ngày nghỉ dưỡng bệnh cũng giảm thiểu được 30%. Trong số 100 người dùng sinh tố C hàng ngày thì có 40 người hoàn toàn không mắc phải chứng bệnh nào hết, kể cả bệnh cảm cúm mùa đông. Sinh tố C cũng là một thành phần trong hợp chất antioxidant có khả năng phòng chống lại sự suy thoái tế bào gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Các loài động vật khác có khả năng tự sản sinh ra lượng sinh tố C đủ để cung ứng cho nhu cầu của cơ thể. Tuy nhiên, con người thì không có cái khả năng bẩm sinh đó, nên phải hấp thụ từ bên ngoài như thuốc men và sự ăn uống. Nhưng có điều cơ thể của chúng ta có thể sản sinh ra một chất xúc tác gọi là calcium L-treonate có nhiệm vụ kích thích sự hấp thụ sinh tố C. Song không phải ai cũng có khả năng tiếp nhận đồng đều. Những người ít có khả năng tiếp thụ sinh tố C lại thường là những người dễ bị thất thoát sinh tố C qua đường bài tiết. Hiện nay, sinh tố C được các hãng dược phẩm bào chế từ hóa chất hay các hợp chất thiên nhiên với nhiều nhãn hiệu thương mại khác nhau. Tuy nhiên, sinh tố C hàm chứa trong các loại rau quả, mà nhất là trong cam, chanh, quýt và bưởi là dồi dào và tốt nhất, vì nó cần giữ được đặc tính thiên nhiên, vì chưa thông qua giai đoạn bào chế bằng phương pháp khoa học nên rất thích hợp cho sự dinh dưỡng của con người. Bài 5. Dầu mè trong ăn uống và dinh dưỡng. Mè là một loại thực vật thường được trồng rất nhiều tại các nước nhiệt đới và ôn đới thuộc vùng Á Châu. Hạt của nó rất nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều dầu. Có hai loại mè: mè hạt đen thường được gọi là mè đen, và mè hạt trắng thì thường được gọi là mè trắng. Tuy nhiên, khi đã ép thành dầu rồi thì người ta chỉ gọi một tên duy nhất là dầu mè, chứ không có phân biệt đen hay trắng. Mè không được thông dụng tại các quốc gia Âu Mỹ cho lắm, mặc dầu một phần lãnh thổ của Âu Châu và Bắc Mỹ đã có trồng mè. Dầu mè chứa rất nhiều khoáng chất và protein có phẩm chất cao, rất thích hợp cho sự ăn uống và dinh dưỡng của con người. Dầu mè là một loại dầu thực vật chứa rất nhiều chất béo dễ tan, nên được hấp thụ trực tiếp vào tế bào và được cơ thể tiêu dùng ngay. Loại chất béo này cũng cung cấp khí oxy cho cơ thể để đốt các thức ăn thành ra năng lượng, góp phần hữu hiệu trong sự thanh lọc để loại trừ các chất cặn bã. Dầu mè cũng còn phòng ngừa và chữa trị được bệnh táo bón, bệnh ung mủ, da chốc lở và một số bú độc nữa. Nó cũng công hiệu để làm cho an thần, chữa chứng mất ngủ, kích thích sự hoạt động và gia tăng sức mạnh của cơ tim, vì nó chứa nhiều thành phần sinh tố ơ và đặc biệt rất hữu hiệu cho người phụ nữ trong thời kỳ thai nghén. Hạt mè và dầu mè là một thứ thức ăn rất tốt cho những bệnh nhân đau gan và mật, vì nó là một loại dầu rất dễ tiêu hóa. Mè hữu ích cho sức khỏe của con người trong nhiều phương diện, nên chúng ta cần khuyến khích trẻ con ăn nhiều thực phẩm bằng mè để thay thế cho bánh kẹo bình thường. Vì trong lĩnh vực dưỡng sinh, mè chứa nhiều chất bổ dưỡng thiên nhiên và hoàn hảo nhất, cần thiết cho sự tăng trưởng của cơ thể con người. Trong xã hội văn minh và hoạt động không ngừng nghỉ, con người lúc nào cũng căng thẳng từ thần kinh não bộ cho đến các cơ quan ngũ tạng. Người ta thường hay ăn uống vội vàng và không chú trọng đến phẩm chất của thức ăn. Cho nên, ngoài bao tử ra, gan cũng là cơ quan chịu rất nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, muốn cho gan được khỏe mạnh và luôn hoạt động điều hòa, không gì tốt hơn là phải ngó ngàng và chăm sóc nó. Mè và dầu mè là loại thực phẩm không thể thiếu trong mọi gia đình. Hàng ngày,
chúng ta có thể ăn mè rang tắt vào cơm gạo lứt, ăn bánh mì mè, hoặc có thể dùng dầu mè để trộn xà lách, rất thơm ngon và rất tốt cho gan và mật. Mè chứa rất nhiều protein gồm 8 loại amino acid căn bản cho nhu cầu dinh dưỡng. Khi gan và mật khỏe mạnh, sức đề kháng của cơ thể chúng ta cũng mạnh theo, nên có khả năng chống lại được các vi khuẩn, viêm gan độc hại xâm nhập vào cơ thể. Khi ăn mè, chúng ta phải nhai cho thật kỹ để cho hạt mè nát hẳn hoàn toàn rồi mới nuốt vào, thì khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể mới có công hiệu hơn. Mè thường được trồng ở vùng ôn đới, có nhiều nắng ấm, nên tiếp nhận rất nhiều năng lượng từ ánh nắng mặt trời. Bản thân nó đã là một thứ thảo mộc khỏe mạnh rồi. Nguồn năng lượng khỏe mạnh đó sẽ du nhập vào cơ thể chúng ta bằng đường ăn uống. Mè cũng còn có khả năng làm giảm cơn đau nhức và bắp thịt mệt mỏi. Chúng ta chỉ cần dùng dầu mè để xoa bóp vào những chỗ đau thì chốc lát sau sẽ thấy thoải mái. Nó cũng là một thứ thuốc nhuận trường rất hay và sử dụng lâu dài chỉ tốt chứ không hề gây ra những phản ứng bất lợi. Mè là một loại thực phẩm hoàn hảo, nhưng tiếc thay, không mấy ai trên thế giới này để ý đến nó. Vậy khi chúng ta sử dụng mè và thấy nó thật sự là một thức ăn tốt thì cũng cần nên phổ biến cho bạn bè và đồng hương. Một khi thân thể khỏe mạnh cường tráng thì bệnh tật khó xâm nhập được. Tại vùng cận đông như ở Palestine, mè được dân chúng coi như là một loại thực phẩm dưỡng sinh và thuốc gia truyền đã được sử dụng từ ngàn xưa. Riêng tại Á Đông, dân Nhật là một sắc dân đã biết tận dụng sự ích lợi của mè để điều trị nhiều loại bệnh tật. Phương pháp Osawa của Nhật Bản ăn bằng gạo lứt muối mè để chữa bệnh nan y cũng được nhiều người biết và áp dụng có hiệu quả. Bài 6. Sự ích lợi của dầu ô liu trong ăn uống và phòng chống bệnh tật. Dầu ô liu là một loại dầu ăn thảo mộc ngày nay được sử dụng một cách phổ biến trên thế giới. So với mỡ động vật và các loại dầu ăn thảo mộc khác thì dầu ô liu rất tốt và rất bổ ích cho sức khỏe của con người. Chất béo của trái ô liu có khả năng kích thích sự tiêu hóa và điều hòa hệ thống tiêu hóa. Đặc biệt hơn cả là lá của cây ô liu cũng có công dụng như một loại dược thảo. Nó có đặc tính như thuốc trụ sinh có khả năng tiêu diệt được vi khuẩn của một số bệnh tật. Sự khám phá trên đây không phải là mới mẻ. Từ ngàn xưa, loài người đã biết dùng lá ô liu sắc thành nước uống để chữa trị bệnh nóng lạnh và các bệnh cảm cúm thông thường. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học gia gần đây cho biết, lá ô liu có chứa một loại dược chất là olopropein, vừa có khả năng như thuốc trụ sinh rất mạnh. Ngoài ra, nó cũng chứa hợp chất antioxidant có công hiệu đề kháng lại sự suy thoái tế bào, nguyên nhân gây bệnh ung thư, và còn làm hạ giảm được huyết áp. Hơn nữa, nó cũng còn có khả năng tăng gia sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, chống đỡ tiến trình lão hóa của con người và tiêu diệt được nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Ngày nay, người ta đã áp dụng phương pháp khoa học tối tân để trích tinh chất của lá ô liu một cách thuần khiết để chữa trị bệnh cảm hàn, diệt trùng và chữa được một số bệnh nấm độc ở ngoài da. Riêng việc người ta sử dụng lá ô liu để chữa bệnh cao huyết áp đã được ghi chép trong các sách dược thảo học từ ngàn xưa. Nó cũng còn làm cho bắp thịt được thư giãn, điều hòa sự tuần hoàn huyết và chữa trị được một số bệnh tim thông thường. Nó cũng giúp máu huyết lưu thông đến tận các mao huyết quản, ngăn ngừa được sự đông máu nên có khả năng phòng ngừa được chứng tai biến mạch máu não. Qua sự trình bày trên đây, chúng ta thấy dầu ô liu là một loại dầu thực vật rất tốt cho sức khỏe của con người. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng dầu ô liu để thay thế cho các loại dầu mỡ khác, để vừa xào nấu thức ăn một cách ngon miệng
mà lại vừa có khả năng phòng ngừa được một số bệnh tật có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bài 7. Nha đam hay lô hội, cây kiểng và dược thảo. Nha đam hay lô hội thường thấy được trồng khá nhiều tại những nhà yêu thích cây kiểng ở Việt Nam. Một số bà con mình ở thôn quê cũng coi cây nha đam như một loại thuốc dân gian cổ truyền bằng cách lấy chất keo của nó đắp lên mắt nhậm để chữa bệnh đau mắt, hay đắp lên vết thương nhẹ để cầm máu. Trước đây, đồng bào ta chưa có kinh nghiệm nhiều về công dụng của nha đam vì không có phương tiện nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sau khi khoa học đã khám phá ra công hiệu của nha đam trong lĩnh vực y dược, các nhà thương mại chụp lấy cơ hội, thần thánh hóa và quảng cáo rầm rộ để đưa lên thị trường như là một loại thuốc tiên, và đã giúp cho một số nhà đầu tư trên thế giới làm giàu một cách nhanh chóng. Hiện nay, một số tư gia trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu cũng trồng nha đam, vừa để làm kiểng và vừa để làm thuốc như một phong trào. Theo sử sách, nha đam đã được loài người biết dùng từ hơn 4.000 năm nay như một loại dược thảo. Năm 1862, khoa học gia George Albert là người Ai Cập đầu tiên đã khám phá ra công dụng của nha đam, được biên chép trong sách cổ đã có từ 3.500 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh. Những khám phá khoa học khác cũng xác nhận chính người Trung Hoa và người Ấn Độ cũng biết dùng loại dược thảo này từ ngàn xưa và đã được ghi chép trong một số sách sử. Các y sĩ của Hy Lạp và La Mã thời cổ như Dioscorides và Pliny the Elder đã nhận thấy công hiệu rộng lớn của nha đam, và theo truyền thuyết thì Aristotle đã thuyết phục Alexander Đại Đế xâm lăng hòn đảo Socotra ở Ấn Độ Dương để chiếm hữu loại thần dược này hầu trị thương cho binh sĩ của họ bị chấn thương ngoài mặt trận. Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti và Cleopatra cũng đã xếp hạng nha đam là một loại mỹ phẩm tốt nhất để dưỡng da thời bấy giờ. Theo thống kê của các nhà thực vật học, hiện có hơn 200 loại nha đam được tìm thấy trên thế giới, gồm cả những loại mọc hoang dã hoặc được người ta trồng tỉa và chăm bón. Nhưng tụ trung, chỉ có 3 hay 4 loại là có đặc tính dược chất cao và phù hợp theo tiêu chuẩn dược thảo. Người ta đã dùng chất keo của nha đam để uống hầu điều trị một số bệnh tật hoặc phối hợp với vài loại thuốc khác để làm kem dưỡng da, và hiện được bày bán hợp pháp ngoài thị trường với nhiều nhãn hiệu thương mại khác nhau. Nha đam gồm có 75 hợp chất khác nhau đã được các khoa học gia phân tích và tập trung vào các nhóm chính sau đây. 1. Nhóm sinh tố. Nha đam gồm rất nhiều sinh tố đáng kể như sinh tố A, C và E, nên là một loại antioxidant quan trọng có khả năng đề kháng lại sự tự phân hủy và suy thoái tế bào, nên ngăn ngừa được sự nguy hiểm của một số bệnh ung thư. Đặc biệt, nha đam là một loại thực vật có chứa sinh tố B12 nên rất thích hợp để làm thuốc bổ thiên nhiên cho người trường chay. 2. Nhóm chất khoáng. Nha đam hàm chứa các loại chất khoáng cần thiết cho cơ thể như magnesium, magie, kẽm, đồng, ronium, calcium, sodium, potassium và đặc biệt nhất là antioxidant selenium. 3. Nhóm amino acid. Có 22 loại amino acid cần thiết cho cơ thể của con người để tạo thành protein theo nhu cầu, nhưng nha đam đã chứa đến 20 loại. Điều quan trọng hơn cả là có 7 loại amino acid mà cơ thể của con người không thể tự biến chế được mà chỉ hấp thụ trực tiếp từ thức ăn bên ngoài, thì nha đam đã chứa đến 7 loại trong số 8 loại này. 4. Nhóm đường. Nha đam có chứa chất đường quan trọng là polysaccharide, có tác dụng củng cố hệ miễn nhiễm và trung hòa được một số chất độc trong cơ thể. 5. Nhóm enzyme. Hai chất enzyme quan trọng trong nha đam là lipase và protease, có khả năng tiêu thực
và làm mạnh bộ máy tiêu hóa, nên rất hữu ích cho những bệnh nhân bị bệnh bao tử và đường ruột. 6. Nhóm dinin. Đây là một nguyên tố có khả năng thâm nhập sâu vào da để bảo vệ da một cách rất công hiệu. 7. Nhóm saponin là một nguyên tố có hình thức như bọt xà bông, có công hiệu chống lại các loại vi khuẩn, nấm hoặc men độc, làm cho da bị chốc lở hoặc mụn nhọt. 8. Nhóm andrakinone có khả năng như thuốc chỉ thống, chống lại sự đau nhức, diệt trừ được một số vi khuẩn và đặc biệt là một loại thuốc nhuận trường rất tốt, êm dịu và dùng lâu, không bị quen lờn hay phản ứng bất lợi. Cây nha đam hiệu dụng trong những trường hợp sau đây: chữa lành các vết thương, cầm máu, nhuận gan, giúp ích cho sự tiêu hóa, chống lại sự phân hủy tế bào của cơ thể, nên phòng ngừa được sự phát sinh của một số bệnh ung thư độc hại. Nó cũng có khả năng làm chậm lại tiến trình lão hóa và đặc biệt chữa được bệnh ngoài da và làm cho da được tươi nhuận hồng hào. Hiện nay, các loại xà bông, kể cả thuốc gội đầu và kem dưỡng da, có phối hợp thành phần nha đam thiên nhiên được bày bán khắp nơi trên thị trường nước Úc và đã được khá đông khách hàng.